chiêng quốc quân Torocop Re Mai và chiêng truyền thống của người Gia Rai. Thưởng thức có sự tham gia của các đoàn nghệ nhân Gia Rai Ba Na đến
người dân Gia Rai Ba Na thực sự là những người nông dân. Họ chưa bao giờ được học về sân khấu, về múa hát. Họ đã đi thẳng từ đồng ruộng, từ nương rẫy lên với ánh đèn sân khấu hôm nay ở đây để mang đến cho các quý vị một sự trải nghiệm, những hình ảnh, những màu sắc mới lạ về một cư dân lâu đời sinh sống trên cao nguyên Pleiku này. Xin mời cô bé mặc trang phục truyền thống người Gia Rai ra đây một chút được không ạ? Xin mời cô bé ra đây ạ. Vâng, rất tuyệt vời mà cô bé. Trước giới thiệu, bây giờ con thấy có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Con tên gì, bao nhiêu tuổi và con đến từ đâu? Dạ, con tên là Hà Mai, ở trường đó.
anh Thi, học trường Bán Ngọc, con là ở Pleiku đúng không? Và bộ đồ này là ai mua cho con? Mượn của anh hai con hả? Mượn của chị hai. Và hôm nay là con biết ở đây có công chiên nên con mặc ra để con múa đúng không? Nhưng mà con biết trang phục của con đang bị thiếu một cái gì không? Quý vị có biết trang phục của bé đang bị thiếu cái gì không ạ? Đang thiếu một cái dây cột đầu. Vì sự nhiệt tình của bé nên ban tổ chức quyết định tặng cho bé một chiếc dây cột đầu để cái bộ trang phục của bé thêm phần hoàn chỉnh á. Vâng, và xin cảm ơn tinh thần bảo tồn văn hóa truyền thống của bé rất là nhiều. Cảm ơn anh Thi, một cô bé đến từ trường Đại học Nguyễn Bán Ngọc. Kính thưa quý vị thân mến, và tiếp theo chương trình sẽ là một tiết mục dân ca. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Gặt Lúa Đông Xuân do các nghệ nhân người Gia Rai của chúng ta trình diễn.